Thưa quý vị, nhắc đến tứ linh thì chắc hẳn ai cũng biết ngay đến bốn linh vật Long Lân Quy Phụng. Những linh vật từ lâu đã chiếm vai trò không hề nhỏ trong đời sống tinh thần của con người. Tứ linh là biểu trưng của vẻ đẹp cao sang, phú quý, đồng thời cũng là vật phẩm có giá trị phong thủy cao, đem lại rất nhiều lợi ích cho người chủ. Trong lịch sử, đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tứ linh vật trên chất liệu gỗ quý. Tuy nhiên, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với ưu thế là nghề gia truyền trong suốt 30 năm, cùng với đội ngũ nghệ nhân có tay nghề thâm niên trong ngành điêu khắc chạm trổ, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam đã liên tục tạo nên tiếng vang lớn tại các hội chợ triển lãm bởi việc sở hữu bộ bàn ghế tứ linh vật bằng chất liệu gỗ chắc ta có 102 ở Việt Nam. Tác phẩm nghệ thuật này được làm bằng chất liệu gỗ quý, gỗ chắc Việt Nam. Từ khi còn là thân cây, những nghệ nhân đã phải mất gần 2 năm chạm trổ điêu khắc thủ công liên tục mới hoàn thành tác phẩm. Theo cảm nhận của nhiều khách tham quan, loại gỗ quý này gần như đã hóa thạch với đường nét chạm trổ tinh xảo đã tạo nên vẻ cổ kính, trang nghiêm với sự bóng bẩy sang trọng nhưng lại vô cùng ấm áp. Hơn thế nữa, loại gỗ quý như thế này có tuổi đời hàng nghìn năm nên có năng lượng tích cực. Mỗi một linh vật đều có các nghệ nhân thổi hồn tạo nên sự độc đáo, tinh xảo, đúng là một tác phẩm độc bản có 102. Khi được sở hữu, gia chủ sẽ thể hiện được vị thế quyền lực cũng như thể hiện rõ nét dấu ấn cá nhân, đẳng cấp tầm cỡ của mình. Ngoài tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tứ linh vật này, Phương Nam còn được biết đến với rất nhiều sản phẩm nội thất gỗ tự nhiên tân cổ điển và đặc biệt là bộ hoành phi câu đối cổ được lưu truyền qua nhiều thế hệ từ những con vật cây hoa gần gũi trong đời sống. Các nghệ nhân đã khéo léo khắc họa thành nét chữ cổ xưa, được khảm bằng ốc xà cừ trên chất liệu gỗ quý. Hay như bộ bàn ghế này, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng nó có giá trị rất lớn bởi được làm bằng gỗ chắc đỏ vô cùng quý hiếm. Không chỉ sở hữu những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam còn được khách hàng biết đến với thương hiệu và uy tín gần 30 năm chuyên sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm sàn gỗ tự nhiên, đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất gỗ cao cấp và phụ kiện sàn gỗ đến những thị trường khó tính nhất như Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Tôi thì là rất là đam mê về gỗ. Đầu tiên là phải đam mê. Hai nữa là cũng phải biết về chất liệu gỗ. Nên tất cả là những cái bộ bàn ghế này là trong ý tưởng của tôi là không bao giờ dùng 100 năm và nó phải là nhiều trăm năm, nó để lại cho tức là xã hội, cho đời sau nó lưu truyền lại. Quan trọng nhất là phải làm bằng tay, tức là thủ công. Thì cái người thợ người ta làm ra cái sản phẩm này nó còn đưa cái tâm hồn vào đấy nữa. Theo đại diện doanh nghiệp, để thành công trong nghề này, trước hết phải yêu nghề, phải tìm hiểu kỹ về thị trường, biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng. Sản phẩm làm ra phải đảm bảo uy tín, chất lượng, giá thành hợp lý. Muốn như vậy, đòi hỏi bản thân người chủ cơ sở phải có tính cẩn thận, không ngừng nâng cao tay nghề để làm ra sản phẩm có chất lượng. Điểm mấu chốt để quyết định thành công là phải biết sử dụng máy móc thành thạo, bản vẽ phải chính xác tuyệt đối mới có thể tạo nên những sản phẩm chất lượng và tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, hàng năm, hai xưởng sản xuất gỗ của công ty cho doanh thu không ngừng tăng cao. Sau gần 30 năm đi vào hoạt động, các sản phẩm gỗ của Phương Nam đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường khó tính như Trung Quốc, Nhật Bản. Các đồ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam tôi thấy là đạt được trình độ cao về thẩm mỹ và cũng như về công năng sử dụng. Cũng như là các cái giá thành qua tham khảo thì tôi thấy nó cũng rất hợp lý. Đấy, nên là tôi cảm giác là cái đồ gỗ ở đây là đã được làm dưới một ông chủ điều hành rất là có tâm. Và thứ hai là các bàn tay thợ là
trình độ rất cao thì mới cho ra được những sản phẩm tốt như thế này. Với những thành công đã đạt được, bên cạnh tiếp tục duy trì sản xuất, thời gian tới công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc hiện đại để cho ra nhiều sản phẩm gỗ phục vụ đời sống dân sinh. Một điều rất đáng trân trọng ở đây là người chủ luôn có ý thức đào tạo nghề cho thế hệ con cháu và tạo việc làm cho lao động quanh vùng. Anh Nguyễn Văn Tuân là con lớn trong gia đình, được ông truyền đạt lại những kiến thức về gỗ, từ đó phát triển nghề và lưu giữ được những tinh hoa, tinh túy của dân tộc. Để mà gìn giữ những cái văn hóa, cái giá trị mà từ đời cha ông ta để lại, thì tôi cũng rất là tâm huyết, tôi cũng là một con người rất yêu gỗ, yêu nghệ thuật trên gỗ, nên là sẽ bằng cái khả năng tuổi trẻ của mình kế thừa kết hợp với những cái tinh hoa của cha ông để lại, thì tôi cũng sẽ vẫn thực hiện và vẫn sẽ đi sâu tìm hiểu kỹ hơn nữa về cái đồ thủ công mỹ nghệ này. Thủ công mỹ nghệ không phải là nghề mới, song với việc kịp thời nắm bắt và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, rất nhiều hộ gia đình đã có một hướng đi đúng nhờ sự nhạy bén trong việc tiếp cận thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm. Những cơ sở chế biến đồ gỗ nội thất cao cấp đã dần khẳng định thương hiệu trên thị trường, quyết tâm và sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Những người thợ sáng tạo của Phương Nam đã bắt đầu gặt hái được những thành công nhất định. Nhưng với những người thợ này, có lẽ chưa thể hài lòng với những thành tích như vậy. Họ vẫn còn ấp ủ rất nhiều những dự định để phát triển cho bản thân và quê hương. Những xưởng mộc ngày càng phát triển đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng của họ. Đây sẽ là kinh nghiệm, một bài học hay cho nhiều người, đặc biệt là những đơn vị kinh doanh và sản xuất gỗ.